Lâu dài bây giờ nó không có rồi bây giờ. Vâng. Đây. Đang quay cho mọi người. À, xin chào tất cả mọi người này. Bây giờ mình quay cái lô đào này có 10 cành. Thì có 3 cành hơi bé này. Bé bé này. Còn lại là cành tầm này trở lên. Đấy, to bằng như bên kia. Đấy, gốc to này. Đấy. Quay cho mọi người cùng xem. Để chọn cái lô này mình định lấy nhưng mà nó hơi non cho nên là thôi. Nhưng mà vẫn quay lại để làm kỷ niệm của cái mùa đào Tết năm 2022 để mọi người có cái sự so sánh khi mà tìm mua đào chơi Tết. Năm ngoái thì và các năm trước thì mình quay, mình đăng ở cái kênh Tuân Vùng Cao. Bây giờ năm nay mình chuyển sang đăng ở cái kênh Trải Nghiệm Cuộc Sống. Nên là quay cho mọi người cùng xem nhé. Cận cảnh luôn. Lô này mình bỏ qua, mình không lấy. Sẽ đi chọn một số cành đẹp, đỉnh. Đây mọi người này, mình quay cận cảnh nụ nhiều, hoa cũng đẹp. Hôm nay quay clip ngắn thôi nhé mọi người. Có một cảnh như kia là nó hơi non, còn lại mấy cảnh này cũng già cũng đẹp mà mình không lấy lô này. Nụ rất nhiều. Vì mình đứng ở dưới thấp nên là cảnh ở trên cao thì nó khó. Đây riêng trong này là có 2, 4, 5, 6, 7 cành. Cái này là dân vừa mới đi chặt về nha mọi người, cho nên chưa kịp bỏ ống nước vào dưới gốc cây. Tí nữa bà con mới bỏ. Này là vào tận bán luôn ạ. Bạn này thì ở ngay cạnh đường cái cho nên là cũng tiện. Dáng này rất đẹp này. Mình quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây. Gốc. Cảnh. Này được 5 cành bên trên. Một gốc 5 cành. Cái dáng thì rất đẹp. Tuy nhiên là cái một tay rằm này nó hơi non, hơi bé. Nên là không lấy lô này. Chỉ cái kia là hình có rêu không? Quay lại làm kỷ niệm. Hả? Cái kia có rêu, gốc có rêu. À tùy. Có một số cái có rêu. Đấy, trên ngọn thì cũng rất là nhiều nụ. Đảm bảo chơi đẹp. Này là dân mới đi chặt về được 10 cành. Đây mình sẽ quay bên này cho mọi người cùng xem này. Đây, cảnh ở khu vực Mường Lát này. Đây bản Pù Tong. Đây bản Pù Tong. Pù Tong. Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đấy, bà con đang mới đi chặt về. Đó. Đó, ta đang đi tiếp này. Đây, quay cái cảnh này. Cảnh này thì hơi non thật. Nhưng mà được cái nhiều nụ. Cái này chơi như mình hay đi buôn đào, cứ chọn cảnh to đẹp với lại cổ kính buôn.
Nhưng mà nhà nào mà thích chơi hoa không ấy, thì cứ chọn cành non này là tha hồ hoa này. Như cành này nhiều hoa này, Cành này nhiều hoa này. như cành dưới này này, cành dưới này này vừa vừa gốc vừa to vừa nhiều hoa. Anh đừng chặt bớt gốc đi, cứ để đây, nếu mà họ cần mình chặt thì mình chặt, nếu không Mình cứ chặt về xong rồi để đó thôi mà. Rồi vì cái dụ giống khách lọc lọc bình nhà em là nó cao lên đến đây mà tắm vào đấy, mà cái bình đấy, to bằng khách người em bên này. Khách có nhu cầu chặt đến đâu về đây họ thì tự mình chặt, sửa tự chặt lấy thôi. họ tự sửa tự chặt. Tí nữa các anh bỏ ống Cứ nước chặt vào đi là dưới mất đây giá thôi. trị. Về sau này khách người ta khó sửa theo dáng của họ. Đấy, nụ màu rất là hồng. Hồng thắm luôn. Trồng 3 năm thế nhá, mình quay nhanh một clip thế nhá. Xin chào mọi người nhá. Mong mọi người ủng hộ cho kênh Trải nghiệm cuộc sống. Vào YouTube gõ tên kênh Trải nghiệm cuộc sống thì mọi người gõ thêm chữ khập nữa. Thì bấm tìm kiếm thì sẽ ra kênh ở trên đầu luôn. À, xin chào mọi người nhé.